mình sạc mình tạo máy ảnh xong rồi mình cất cái máy ảnh ở nhà. Tôi định mang máy ảnh đi đua với bác Thanh Hải không quên đâu. Đứng đây, đứng đây chụp xuống được rồi. Ừ. Anh đỗ xe vào chỗ kia chờ không nó? Ừ. Có máy ảnh chứ. Có máy ảnh chứ. Cái này chung. Được rồi. Cái lối ra của nó. Ê các bạn. Hương về cây này nhà mình có đấy. Nhát mọi người. Hả? Đây mới là cái giống quả dương của nhà mình này. Ừ.
hơi cao một tí thế thôi. Thế rồi. Rồi. Chính chỉ bà bà nói đi. Yeah. Nó Wang Chenghui 喜欢那些，我喜欢看的，看那些古籍，我特别想去西安。他说下次就带他到。老师在哪？现在呢，在那里的奥飞馆。然后工作我也做完了。Chị quá vào đây nhá. Hả? Đưa anh cầm đi. Anh cho đi, sẽ khai anh bé nè. Dạ. Mấy năm mới lại gặp lại chú Tình nhỉ? Vâng, một năm ấy nhỉ. Cảm ơn. Từ 2008 ở khóc gì nào? Vâng. Ở đây bé ơi, bé ơi, đây đây. Tôi đây, khóc gì nào? Thế nếu mà cháu sẽ chọn đi làm. Đi làm đúng rồi. Chắc là mình ngồi ở đấy nha. Mẹ Hằng chắc phải từ từ đó bạn. Hạ xuống không? Bà cũng sang theo con. Ông cũng theo con. Ôi bác không à. Đấy hoa kìa. Một tí thôi. Về nha. Bác nào đưa tay ra nhìn này. Nay để cháu nó trang. Mình sang cái bàn kia sạch sẽ. Đây là không bác không làm. Ai khóc gì? Bác không làm thì bác đâu có giơ tay gì đâu. Hello. Đi đứng chỗ này này, hoa đẹp lắm. Đi. Qua đây nào. Cười lên, cười lên, cười lên.
cây nó to, cây nó bé. Cái này còn pha vậy, cái này rau cỏ. Chị đi hai bên đây thế. Quay đầu. Làm hai xe đánh nhau vỡ mặt. Em vào được chưa? Bắc Kinh dít thôi à? Nhường đường thì đi mà không có cảm ơn cái gì hết. Vô khỉ. Open today. To pick your own. Đúng rồi. Nhưng mà chỗ đấy là Bà Kinh cũng được. Tại vì là sợ là nếu ở trên mà không có chỗ thì đến đây Bà Kinh cũng được. Mồm chưa? Con đường chắc là đi. Đâu phiền mấy này. Tăng 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 đấy, thế thôi mà. Ôi dồi. Cái kia thì chết. Thôi tôi không đi đâu. No lắm. No lắm cơ. Không đi đâu. In 400 meters at the end of the road. Đây rồi hả? Giữa thằng Tom Parado rồi. Con đưa chìa khóa đây. And so we've got ripe cherries just here, and then if you go down that road, we've got some more ripe cherries in row 21 and 22. They don't always are also like normal red cherries. I think they're more ripe because these ones are white cherries. Anh ơi. Ừ. Anh được.
Không bẹp được cứ vẫn có trùng to nhất, mình cứ tiêu tít cả lại. Chị ba chỗ cái cây trùng cho anh Lương đang đứng kìa. Nó nào hạt dưới gốc hạt nhiều thế. Ủa đúng thật đấy, hạt của nó này thôi hơi bị nhiều thật. Mẹ Bi, cái giỏ của con đâu rồi? Đây hả? Thôi lấy đi anh ơi. Chạy mai đi. Ô cái cây này nó hơi nhiều. Nhiều quá. Ừ. À, nhìn đấy. Ai, trùng này cũng đẹp mà. Chấn thì kiểu gì nó cũng bị mất, mất hết. Không chụp vai bờ, chuyển vai bờ đỡ mất hơn anh ạ. Nhưng mà con thang ngang bảo cái này. Mấy lần nói chung là quá.